trên thông báo với các quý cô, các anh phải đánh cho hết mình. Nếu mà các đôi nào mà có vấn đề với nhau, ban tổ chức tôi, chúng tôi hai kêu chúng tôi cũng không quyết định quyền thi đấu, không thể cho coi các đôi có vấn đề với nhau. Cho nên các quý cô là lưu ý như vậy. Bởi vì các quý cô già rất nhiều, các quý cô là có vấn đề với nhau. Cho nên ban tổ chức tôi hơi nghi cái ban tổ chức tôi quyết định không cho thi đấu. Thank you.
Ngồi nào mà ngồi thế này không xem à?